Thưa quý vị và các bạn, các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, phát huy trách nhiệm, vai trò người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống trong công tác phòng chống dịch bệnh là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 diễn ra trong sáng nay. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, làn sóng dịch thứ 3 đã xuất hiện với ổ dịch mới tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, thông qua sàng lọc đã phát hiện 2 trường hợp là F2, hiện đang được cách ly theo dõi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, nguy cơ phát sinh dịch là hiện hữu, có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Chính vì vậy, các sở ngành địa phương cần tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K trong phòng chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế, yêu cầu quân đội, công an tiếp tục tăng cường quản lý biên giới, quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ngành y tế cần chủ động đảm bảo năng lực cho hệ thống y tế cả về tinh thần đề cao cảnh giác và luôn sẵn sàng đi đầu ứng phó mọi tình huống dịch bệnh, nâng cao năng lực khám điều trị, khả năng truy vết, xét nghiệm nhanh, duy trì thường xuyên sẵn sàng kích hoạt 23 đội phản ứng nhanh khi có yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục truyền thông về phòng chống dịch, trong đó nhằm phổ cập tinh thần không chủ quan với dịch bệnh, hướng dẫn người dân đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.